Tiếp theo đó là đánh giá độ tin cậy của Robo Alpha. Đánh giá độ tin cậy của Robo Alpha thì chúng ta sẽ làm trên từng nhân tố. Trên từng nhân tố nghĩa là gì? Ví dụ như trong cái mô hình mẫu của chúng ta, bạn thấy là có bốn nhân tố đúng không? Thì chúng ta sẽ làm lần lượt bốn nhân tố đó. Và khi phân tích bốn nhân tố đó thì bây giờ bạn sẽ thấy rằng là cái cơ sở lý thuyết để chúng ta biết nó đạt yêu cầu hay không á, là trước hết là hệ số của Robo Alpha. Hệ số của Robo Alpha phải là từ 0,6 trở lên. Đúng không nào? Hệ số của Robo Alpha là từ 0,6 trở lên là nó có thể sử dụng được. Vì sao người ta dùng cái từ là có thể sử dụng được ạ? Bởi vì nó áp dụng cho những cái nghiên cứu mới. Nghiên cứu như thế nào gọi là nghiên cứu mới ạ? Nó không phải là nghiên cứu mới hoàn toàn đó bạn. Ví dụ như là bạn chỉ cần mới về một trong những cái điểm, ví dụ như là mới về số mẫu, mới về phương pháp, đúng không? Mới về cái cách thức phân tích, được không nào? Mình ví dụ nè, năm ngoái có một người người ta làm một đề tài đó là đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại công ty A. Năm nay cũng có người là đánh giá về sự hài lòng của nhân viên tại công ty A luôn, tại công ty A luôn đấy. Mà đề tài là sự hài lòng của nhân viên luôn. Nhưng mà cái người sau họ nói rằng là đề tài họ mới. Bạn biết vì sao mới không? Vì nó mới về mặt thời gian. Bởi vì năm ngoái và năm nay là 2 năm khác nhau, bạn phải hiểu. Mà 2 năm khác nhau nghĩa là gì? À, sự hài lòng của nhân viên nó có thể thay đổi mà. Đúng không? Đấy, bạn thấy. Cho nên bạn cứ hiểu rằng là cái 0,6 này là áp dụng cho mọi đề tài rồi. Mặc dù nó dùng từ mới. Đấy, chủ yếu là hội đồng người ta hỏi bạn có biết trả lời hay không thôi. Mới là mới cái gì? Mới về mặt thời gian, mới về mặt cỡ mẫu. Còn nếu như không mới về mặt thời gian thì chúng ta có thể mới về mặt cỡ mẫu. Mới về mặt cỡ mẫu thì là gì? Ví dụ như cái người kia người ta khảo sát 200 mẫu mà bạn khảo sát 201 mẫu là cũng mới về cỡ mẫu, bởi vì nó chênh lệch một mẫu, đúng không? Khi mà bạn thấy nó chênh lệch một mẫu á, là cái số liệu của bạn chạy ra nó cũng đã khác rồi. Mà nó đã khác rồi thì người ta có thể áp dụng cái con số là từ 0,6 trở lên. Được không nào? Đấy, cho nên là không biết là bài của bạn là áp dụng cái con số là 0,6 hay 0,7 nha. Bởi vì nhiều người là họ muốn chắc chắn á, ra bảo vệ cho nó an toàn thì người ta sử dụng con số 0,7. Nhưng mà một số sao bạn? À đấy, thì đó là cái do cái may mắn của bạn thôi. Còn nếu như trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nó không phải trên 0,7 hết mà nó 0,6, nó có cái là 0,699 đi đúng không? Thì là nó mới từ 0,6 thôi đấy. Thì hồi nãy giờ mình đang lý giải để bạn biết cái cách mà bạn biện luận ra hợp đồng thôi. Đấy. Như vậy nếu như bạn từ trường 0,7 trở lên thôi nó là chúng ta không có quan tâm đến 0,6 làm gì nữa. Được chưa? Và tương quan biến tổng phải lớn hơn 0,3, bởi vì nếu như nó bé 0,3 là chúng ta phải loại nó đi. Đó là những cái thang đo thành phần, những cái biến con. Ví dụ như nhân tố HT là nó có HT1 đến HT4, người ta gọi là thang đo thành phần, biến con ở trong đó. Đúng không? Thì nó phải lớn hơn 0,3 về hệ số tương quan biến tổng. Được không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên phần này mình tự tìm. Đây, như mình nói với bạn thì trong bài của chúng ta thì chúng ta sẽ có bốn cái nhân tố đúng không? Và ở đây mình sẽ làm lần lượt từng nhân tố. Như vậy trước hết là mình phải làm nhân tố HT1 trước, HT trước là bao gồm HT1 đến HT4. Được không nào? Mình sẽ vô analyze, mình sẽ vô scale, mình sẽ vô reliability analyze. Cái này chắc bạn biết rồi đúng không? Mấy bạn FPS này chắc bạn biết rồi đúng không? À, hình như mình có gửi cho bạn một cái file PDF là bài trình bày mẫu kết quả trên Word đúng không? Sau khi mà mình làm những phép phân tích từ bên FPS và Amos này nè đúng không? Không có. Trong mail mình rồi, sáng mình mới kiểm tra mail lại. Như vậy là bạn phải coi lại mail đầy đủ đi nha, nó có một file PDF nhé. Đấy, là những cái kết quả để trình bày ra này thì bây giờ mình đưa lên Word như thế nào, bảng biểu như thế nào, form như thế nào, viết phân tích như thế nào, có mà có một cái file đấy trình bày kết quả mẫu trên Word PDF. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhân tố HT là mình đưa HT1 đến HT4 vào. Rồi đấy, thì khi mình đưa vào thì bạn sẽ bấm vào mục đó là static nhé. Trong mục static bạn sẽ bấm là item scale, scale if item delete. Như vậy ba mục này nó có tác dụng gì? Item tức là nó sẽ đo lường cái hệ số của Robo Alpha. Còn scale tức là từng cái thang đo. Scale là thang đo. Được chưa? Mà cái chữ scale này nghĩa là gì? Nó cho kết quả của từng thang đo. Ví dụ như hệ số tương quan biến tổng của từng thang đo. Hệ số của Robo Alpha nếu như loại biến của từng thang đo thì nó thể hiện qua cái mục đó là scale if item delete. Đấy. Rồi chúng ta bấm vào mục là correlation.
để nó kết hợp với phép phân tích của Robin Pha, những cái thằng đo scale bên này, nó cho ra hệ số tương quan biến tổng. Bởi vì bài của chúng ta là chúng ta cần phải có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3. Hệ số tương quan biến tổng mà nó có cái chữ tương quan trong đó, cho nên chúng ta phải bấm vào mục đó là correlation. Correlation là tương quan. Được không nào? Còn ở phía dưới này vì sao chúng ta không bấm ạ? Summary, summary là phần thống kê. Thống kê là nó sẽ cho ra giá trị mean, giá trị đồ lệ chuẩn. À xin lỗi, phương sai là variance, covariance là hiệp phương sai, correlation. Correlation thì chúng ta ở trên chúng ta bấm rồi. Được không nào? Mà đây là những cái phần thống kê thì hồi nãy chúng ta đã làm thống kê frequency rồi. Thì những cái giá trị này nó có rồi. Ha. Còn ANOVA table đó là một cái bảng thống bảng kiểm định ANOVA. Nhưng mà trong cái phần control alpha thì chúng ta không quan tâm đến cái kiểm định ANOVA làm gì. Đúng không? Chúng ta làm, chúng ta quan tâm đến hệ số control alpha thôi. Và đó cũng là lý do vì sao mà những cái mục ở dưới này chúng ta không bấm. Được không nào? Rồi chúng ta bấm continue, ok. Đấy, chúng ta sẽ có kết quả ha. Ở đây thì nó ra rất là nhiều bảng. Ha, mình sẽ kiểm tra từng bảng này. Bảng đầu tiên nó là bảng K-Processing Summary, là nó cho biết cái giá trị cỡ mẫu của chúng ta là bao nhiêu mẫu, 200 mẫu. 200 mẫu. Ha. Rồi giá trị của Crop Alpha thì bạn sẽ coi ở trong cái bảng đó là Reliability Static. Cái cột là Crop Alpha. Thì cái cột này bạn thấy rằng là hệ số Crop Alpha là 0,890. Như vậy nó lớn hơn 0,6 chưa? Nếu như bạn muốn an toàn là bạn so sánh với 0,7 là nó lớn 0,7 chưa? À lớn 0,7 rồi. Và đặc biệt là bạn đừng có để cho nó vượt quá 0,95 nha. Khi mà nó vượt quá 0,95 á, chứng tỏ rằng là cái dữ liệu của bạn nó có đáp án giống nhau. Đáp án giống nhau nghĩa là gì? Đây nè. Tức là bây giờ cái nhân tố HT là nó có 4 thang đo là HT1 đến HT4, thì đáp án của 4 ông này nó giống nhau. Đây, đây là trên data view, đáp án của 4 ông này nó giống nhau này. Đáp án mà nó càng giống nhau, càng gần giống nhau thì cái hệ số đó nó càng cao, hệ số của Crop Alpha nó càng cao. Mà đặc biệt là nó cao, mà nó cao trên 0,95 á là chắc chắn là nó giống nhau. Là lúc đó người ta nghi ngờ rằng là thứ nhất dữ liệu là do bạn tạo ra chứ bạn được khảo sát. Thứ hai đó là nếu như bạn đi khảo sát thì những cái người mà trả lời khảo sát á, họ không có nhiệt tình, họ trả lời cho nên họ tích đáp án giống nhau hết. À đấy, thì đó là một trong những cái mà phát hiện ra cái dữ liệu của chúng ta có uy tín hay không thông qua cái hệ số Crop Alpha này, nó phải nhỏ hơn 0,95. Còn nếu như nó càng cao thì nó sẽ thể hiện rằng là mà cụ thể là nó cao 0,95 á, là cái dữ liệu của chúng ta nó chưa có uy tín cho lắm. Đấy, chúng ta lưu ý ha. Bảng tiếp theo đó là bảng item static, là nó thống kê rồi giá trị trung bình và độ lệch chuẩn này của từng biến này nè. Mà cái này thì nãy chúng ta làm cái thống kê frequency rồi, cho nên chúng ta không cần coi lại làm gì ha. Cho nên rõ ràng là cái bảng này chúng ta không sử dụng luôn ha. Đấy. Tiếp theo đó là cái bảng inter item correlation matrix, là nó cho biết cái hệ số tương quan của từng biến này. Mà đây là từng cái thang đo câu, cho nên chúng ta cũng không quan tâm luôn, đúng không? Phân tích tương quan của từng cái thang đo là chúng ta đã quan tâm đó, đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo đó là một item total static. Thì trong cái bảng này chúng ta sẽ sử dụng cái cột corrected item total correlation, tức là hệ số tương quan biến tổng, được không nào? Đấy, hệ số tương quan biến tổng theo lý thuyết là phải lớn hơn 0,3. Thì bây giờ mình thấy này, tất cả đều lớn hơn 0,3. Nó đều từ 0,7 trở lên nè, 0,748 nè, 0,805, 0,777 và 0,749, đúng không? Đấy, nó đều lớn hơn 0,7 hết, đúng không? Như vậy là nó đã lớn hơn 0,3 rồi. Như vậy chúng ta không có loại đi cái biến nào hết, đúng không nào? Đấy. Còn nếu như sau này ví dụ như ở đây nó nhỏ hơn 0,3, HT1 này hiện nay là 0,748, mà nó nhỏ hơn 0,3 tức là ví dụ như nó là 0,299 đi, thì khi bạn loại nó đi á, thì bạn sẽ thu được hệ số Crop Alpha mới sẽ là 0,863 nhé. Đấy, bạn sẽ thu được cái kết quả mới là 0,863. Đấy, được không nào? Nhưng mà ở đây chúng ta không loại thì thôi, được không nào? Đấy, thì đó là cái phần Crop Alpha đối với lại cái nhân tố HT. Còn cái bảng dưới cùng này là sao ạ? À? Cái bảng dưới cùng này vì sao cái giá trị min của nó là 23,2150 ạ? À? Nó cộng cái giá trị min của bốn ông này lại này là nó ra 23,2150. Đấy. Đó nè. Và sau khi nó cộng xong á, nó cộng xong thì nó tính giá trị phương sai và độ lệch chuẩn, cho nên nói là giá trị phương sai và độ lệch chuẩn nó cũng khác. Nó cũng cao. Đây, nó cao. Đấy, được không nè? Đấy.
À còn cái n of item là 4, bởi vì chúng ta đưa bốn cái thang đo vào HT1 đến HT4 là 4. Cho nên ở đây nó hiển thị số 4. Đấy là. Cho nên rõ ràng cái bảng cuối cùng là chúng ta không sử dụng làm gì. Như vậy tóm gọn lại trong phần global alpha chúng ta sử dụng mấy bảng ạ? À? Hai bảng thôi. Đó là bảng nó có hệ số global alpha đây. Đúng không? Đấy, và bảng item total static là cái cầu correlates item total correlation thôi. Đập nè. Không cần bạn nhé, mình không cần cái này. Được không nào? Cái này nghĩa là gì? Bình phương của cái hệ đồ lệ chuẩn. À xin lỗi, tương quan correlation bình phương. Đúng không? Đấy, thì chúng ta không quan tâm làm gì nhé. Bạn chỉ quan tâm cái cột này thôi này, correlates. Item total correlation tức là hệ số tương quan biến tổng đấy, thì sao tiếng Việt là hệ số tương quan biến tổng đấy. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ làm những nhân tố khác nhé. Ví dụ như bây giờ mình vô mình làm nhân tố khác này. HL1 hay HL3. Đấy, ở đây mình đọc nhanh nhé. Bởi vì ở đây mình chỉ sử dụng hai bảng thôi. Hồi nãy là mình giải thích cho bạn tất cả các bảng. Còn ở đây thì mình làm ra những nhân tố khác thì mình thấy này. Ở đây hệ số global alpha của nó là 0,866. Đạt yêu cầu rồi, đúng không? Và dưới này mình thấy là nó đều lên 0,3 này. Đấy, như vậy là chúng ta không có loại đi cái thang đo nào hết của HL. Đấy. Tương tự nhân tố khác. TT1 đến TT4. Đây. Thì bạn thấy hệ số global alpha là 0,893. Như vậy là nó cũng lớn hơn 0,6. Nó có thể lớn hơn 0,7 luôn đúng không? Đấy. Nhưng mà ở đây mình thống nhất là mình hay so sánh với 0,6 nhé. Còn của bạn thì bạn cứ viết trong bài là 0,7 đi nhé. Rồi ở đây là hệ số tương quan biến tổng là cũng lớn 0,3 hết, cho nên chúng ta không loại đi một cái thang đo một cái biến thành phần nào hết. Được chưa nào? Đây. Rồi tương tự với nhân tố còn lại này. Vì sao mình phải làm hết? Để mình kiểm tra xem rằng là nó có loại đi một cái thang đo một cái biến thành phần nào hay không. Trước khi mà bạn phân tích EVA, tức là phân tích những cái bước tiếp theo. Thì ở cái phần mà control alpha này nó như bạn loại đi một cái nào thì những cái phần phân tích tiếp theo bạn không được đưa vào, bạn lưu ý nhé. Rồi global alpha là 0,831 cũng lớn hơn 0,6, và ở đây là hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. Đấy, như vậy là mình làm xong bốn nhân tố và mình thấy là tất cả các biến, những cái thang đo, những cái nhân tố trong mô hình đều đạt yêu cầu khi phân tích đánh giá độ tin cậy của global alpha, đúng không nào? Đấy. Cho nên ở đây là bây giờ mình sẽ đi vào những cái bước phân tích tiếp theo, thì mình sẽ giữ nguyên cái số lượng biến này, mình không có loại đi một cái biến, một cái thang đo thành phần nào hết ha. Thì đó là cái phần mà lưu ý, được không nào? Còn nếu như mà sau này bài của bạn mà nó có loại là bạn nhớ nha, là sau cái phần global alpha này đi thì mình không được đưa những cái biến mà mình loại vào nữa, được không nào? Đấy. Rồi thì đó là cái phần global alpha, bạn có thắc mắc gì không ạ? Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ qua cái phần phân tích nhân tố khám phá EFA. Được không nào? Nói về phân tích nhân tố khám phá EFA thì về mặt lý thuyết là nó dùng để nhận diện các biến thang đo, nó có cùng một cái đặc điểm để nó đưa vào trong cùng một nhóm nhân tố của chúng ta. Đấy. Ví dụ như bây giờ bạn đi chợ ha, bạn ra bằng một cái cửa hàng trái cây, bạn mua ba loại trái cây đó là cóc, xoài, ổi, đúng không? Và ba loại trái cây này á, bởi vì bạn mua cùng một cửa hàng cho nên bây giờ người ta sẽ bỏ vào trong cùng một cái túi ni lông, một cái bịch đó, một cái túi xách đó, đúng không? Đấy, bạn xách về, đúng không? Thì trên đường mà bạn vận chuyển đó, đương nhiên nó phải xáo trộn rồi, bởi vì nó nằm ở trong cùng một cái túi xách mà, đúng không nào? Đấy, và khi về đến nhà thì nhà bạn nó rất là hiện đại, nó có một cái máy, mà cái máy đó nó tên là EFA. Khi bạn bỏ trái cây vào thì cái máy đó nó sẽ nhận diện đâu là cóc, đâu là xoài, đâu là ổi, và nó sẽ phân biệt ra. Đấy, như vậy mình nói như vậy thì bạn hiểu được cái bản chất của EFA chưa? Bản chất của EFA đó là nó nhận diện về bản chất của mỗi cái biến, mỗi cái thang đo khi bạn đưa vào, để nó đưa về trong cùng một cái nhóm, mà những cái nhóm đó là nó phải có cái đặc điểm bản chất của cái biến, cái thang đo đó phải giống nhau vậy thôi, đúng không nào? Còn về mặt lý thuyết thì bạn đọc ở trên slide bạn thấy nó rất là phức tạp, đôi khi chúng ta sẽ không có hiểu được nó đang nói cái gì,
nhưng mà về mặt bản chất thì giống như mình giải thích hồi nãy đấy. Nhưng mà bây giờ bạn sẽ thấy này, trong những cái loại trái cây thì cái trái cóc, xoài và ổi á, thì trái xoài là trái to nhất và dài nhất. Nhưng mà nếu như nó có những cái trường hợp đó là trái cóc nó cũng to lên và nó hơi dài, thì cái máy này nó phát hiện nhầm, nó đưa vào trong trái xoài, đúng không? Và bạn phải hiểu á là như thế nào ạ? À, cái trái cóc mà nó bị to lên và dài giống như trái xoài là chứng tỏ là nó bị đột biến gen. Đôi khi chúng ta sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta có ăn không ạ? Không ăn, chúng ta loại nó đi, đúng không? Bỏ nó đi. Đấy, nếu như mà chúng ta bỏ đi mà chúng ta không có đủ số lượng để ăn thì chúng ta ra chúng ta mua tiếp, bổ sung vào. Đấy, thì áp dụng vô trường hợp FA này thì bạn thấy sao? Khi mà bạn áp dụng vô đây thì bạn sẽ thấy được cái kết quả nó ngay. Nó sẽ có những cái trường hợp đó là cái biến của cái nhân tố kia nó chạy qua cái nhóm nhân tố kia nó nằm, đúng không? Nó sắp xếp lộn xộn ấy, người ta gọi là sắp xếp lộn xộn ấy. Thì lúc đó bạn phải xử lý giống như cái trường hợp mà bạn bỏ đi cái trái cóc hồi nãy thôi, đúng không? Một người ta là ví dụ như mình nói là bỏ đi trái cóc tức là chạy ra chợ mua cái khác, đúng không? Thì giống như bạn là bây giờ bạn phải làm lại một cái bộ dữ liệu mới thôi. Đấy. Và cái phần này trở đi thì rất là khó nha. Ít khi mà bộ dữ liệu nào của ai nó mà đạt yêu cầu lắm. Đặc biệt là cái bài mà dữ liệu mà nó càng nhiều thang đo, càng nhiều nhân tố á, là nó ít khi nào mà nó chạy ra được cái này lắm. Được không nào? Rất là khó để chạy ra. Đấy. Rồi các tiêu chí để chúng ta phân tích EFA là bao gồm 3 nhóm tiêu chí. Nhóm thứ nhất đó là giá trị KMO phải lớn hơn 0,5. Và khi mà giá trị KMO lớn hơn 0,5 thì nó phải đảm bảo về mặt ý nghĩa thống kê. Thì để đảm bảo về mặt ý nghĩa thống kê thì chúng ta sẽ thông qua cái giá trị kiểm định của Bayes, nó phải có giá trị sig bé hơn 5%. Như vậy khi mà chúng ta đảm bảo được 2 tiêu chí này là chúng ta có thể sử dụng cái kết quả EFA. 2 tiêu chí nào? KMO lớn hơn 0,5 và giá trị sig của kiểm định Bayes phải bé hơn 5%. Thì khi mà chúng ta có được 2 tiêu chí này rồi thì chúng ta sẽ sử dụng được kết quả EFA, đúng không? Còn nếu như mà bạn vi phạm một trong 2 giá trị này thì cái kết quả EFA không được sử dụng. Đấy. Được không nào? Kết quả EFA không được sử dụng nghĩa là gì? À, là chúng ta sẽ phải không cần coi những cái bảng tiếp theo nữa. Chúng ta sẽ làm lại dữ liệu, chúng ta phải chạy lại dữ liệu. Nhưng mà ở đây mình cũng nói với bạn luôn, trong 100 người thì chỉ có 1-2 người vi phạm cái giá trị KMO và giá trị này thôi. Mặc dù cái dữ liệu EFA của bạn chạy ra nó sắp xếp lộn xộn, nhưng mà chỗ này nó vẫn đạt yêu cầu ha. Cho nên chỗ này nó rất là ít khi nào mà ai đó không đạt yêu cầu. Hầu hết là đạt yêu cầu đấy. Được không nào? Đấy. Rồi tiếp theo đó là cái giá trị riêng eigenvalue phải lớn hơn 1 và tổng phương xây trích phải lớn hơn 0,5. Được không nào? Đấy. Giá trị riêng phải lớn hơn 0,1 nghĩa là gì? Là cái giá trị này nó sẽ giúp chúng ta phân biệt được các thang đo, các biến thành phần đưa vào, nó sẽ dừng ở dòng thứ máy. Thì lát nữa ra kết quả mình sẽ chỉ cho bạn cái giá trị riêng ở đây. Được không nào? Và tại cái dòng mà nó có giá trị riêng lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ có được cái giá trị tổng phương xây trích bắt buộc nó phải lớn hơn 0,5. Đấy. Được không nào? Rồi các biến nó phải có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Còn nếu như nó bé hơn 0,5 thì chúng ta phải loại nó đi. Được không nào? Đấy, chúng ta phải loại nó đi. Đấy. Rồi đây là về mặt lý thuyết thì chúng ta phải nhớ những cái tiêu chí này. Chúng ta phải nhớ để lát nữa nó ra kết quả thì chúng ta phải biết đọc. Chúng ta nhớ ngay cái con số để chúng ta đọc. Được không nào? Rồi bây giờ qua bên phần mềm SPSS nhé. Mình sẽ làm cái phần phân tích nhân tố khám phá EFA. Thì ở đây mình nói lại với bạn là trong mô hình xem của chúng ta là chúng ta có 4 nhóm nhân tố giống như mình đang chọn ở trên màn hình này nè, đúng không? Thì khi mà làm EFA chúng ta sẽ không có phân biệt ra đâu là nhóm độc lập, đâu là nhóm trung gian, đâu là nhóm phụ thuộc, mà chúng ta sẽ đưa toàn bộ vào để phân tích EFA cùng một lúc. Đây là một trong những cái điểm lưu ý của mô hình cấu trúc tính xem, là chúng ta phải đưa hết vào nha, đưa hết vào. Đấy, giống như mô hình của bạn mình thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 nhân tố đúng không? Đấy, thì bạn phải đưa hết. Hả? Đúng rồi, là phần FA phải đưa hết vào. Chứ bạn không có phân biệt ra cái nhóm nào hết nhé. Đấy. Được không nào? Đấy, tới chỗ này thì chúng ta đã hình dung dạng để mình đi tiếp nè. Đấy, khi mình đưa hết vào á,
thì mình sẽ thực hiện cùng một lúc và nó ra kết quả cùng một lúc luôn. Đấy, được không nào? Rồi, chúng ta sẽ vào phần analyze, chúng ta sẽ chọn một dimension reduction, chọn pattern. Rồi chúng ta sẽ đưa HT1 đến TS4 vào luôn này. Đấy, bốn nhân tố này mình chọn mình đưa hết vào luôn. Được không nào? Rồi, bây giờ bạn thấy là năm cái mục bên này nè, Decorative, Attractant, Rotation, Score và Option thì mình chọn hết nhé. Mục đầu tiên đó là Decorative, mình sẽ chọn Univariate Decorative là để cho nó thống kê các biến này. Nhiều người muốn kết quả thống kê thì bây giờ mình cứ bấm vào. Được không nào? Rồi giá trị coefficient và KMO and balance test là dùng để cho ra giá trị KMO và giá trị kiểm định balance. Thì như hồi nãy mình nói với bạn là chúng ta cần phải có cái giá trị KMO lớn hơn 0.1 và cái giá trị sig của kiểm định balance phải bé hơn 0.05, tức là bé hơn 5%. Đúng không nào? Cho nên chúng ta phải chọn vào đây. Rồi chúng ta bấm continue, chúng ta bấm vào mục đó là attractant. Trong mục attractant thì chúng ta sẽ chọn phương pháp phân tích thành phần chính. Đó là cái chữ matter ở đây. Đó là principal component, là phân tích thành phần chính đấy. Thì phần mềm này nó đã chọn sẵn rồi, vốn dĩ phần mềm này nó đã chọn sẵn rồi ha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào mục là script plot. Script plot là chúng ta sẽ muốn vẽ ra cái đồ thị của giá trị riêng ha. Rồi ở đây thì bạn thấy rằng là nó sẽ chọn mặc định sẵn đó nè, đó là based on eigenvalue, eigenvalue greater than 1, tức là giá trị riêng phải lớn hơn 1. Đúng về mặt lý thuyết chưa? Đúng về mặt lý thuyết rồi. Tức là phần mềm muốn gì nó cũng đã mặc định sẵn những cái giá trị mà chúng ta cần tính toán rồi. Đấy. À, rồi chúng ta sẽ bấm continue. Nhưng mà trước khi bấm continue thì mình thấy ở đây nó sẽ có cái dòng đó là maximum iteration for convergence 25. Con số 25. Con số 25 này á, nó là một trong những cái thủ thuật cài đặt của phần mềm thôi. Như vậy cái dòng này có nghĩa là gì? Dòng này có nghĩa là khi mà cái dữ liệu của bạn quá lớn, nó không có tải được, nó không có phân tích được, thì bạn phải tăng cái độ mạnh của phân tích lên. Giống như cái quạt của bạn đang chạy á, bạn chạy số 1 bạn thấy nóng quá, bạn bật số 2 cho nó mạnh lên nó mát hơn, và bật số 3 là mạnh nhất mát hơn nữa. Đúng không? Thì khi mà bạn để con số 25 này đối với một số cái dữ liệu là big data thì nó sẽ không có tính toán được hệ số KMO. Cho nên bạn sẽ nâng lên là bội số của 25 là 50. Được chưa? Được không nào? Hoặc là 75. Được không nào? Đấy, thì ở đây là 25 bởi vì dữ liệu của mình nó vừa phải thôi mà. Ví dụ dữ liệu của bạn là bạn chạy nó có ra không? Chạy ra đúng không? Mình chưa nói đến kết quả nha. Kết quả của bạn có thể là 6 hay đẹp, đó là việc của dữ liệu của bạn. Nhưng mà nó ra thì bạn vẫn giữ nguyên 25. Cho nên mình nói với bạn là con số 25 này rất ít khi điều chỉnh nha. Rất ít khi điều chỉnh. 100 người là có 1, 2 người là điều chỉnh thôi. Đấy, thậm chí đó là những cái đề tài rất là lớn người ta mới điều chỉnh. Chứ còn đề tài bé bé thế này là không có điều chỉnh đâu. Ví dụ như cỡ mẫu mà dưới 500 thì chắc không điều chỉnh đâu nhá. Đấy. Rồi bấm continue. Rồi, rotation, trong rotation thì chúng ta sẽ bấm vào phương pháp sai là Bromas. Được không nào? Đây. Thì bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có nhiều phép phân tích xoay. Thì ở trong đó bạn lưu ý giùm mình hai phép. Phép Varimas là dành cho mô hình hữu quy tuyến tính. Phép Bromas là dành cho mô hình cấu trúc tuyến tính xem chạy trên nền tảng AMOD. Như vậy rõ ràng là bạn đang làm xem trên AMOD đúng không? Thì bạn phải chọn Bromas. Đấy, nó thích hợp nhé. Rồi bạn sẽ chọn đó là Rotated Solution và Loading Plot để nó ra cái bảng tổng phương xây trích. Nó có cái hệ số tải nhân tố của chúng ta. Rồi bấm Continue. Với một chân to. Rồi, Varimas là dành cho mô hình hữu quy tuyến tính. Mô hình, bạn biết mô hình hữu quy tuyến tính không? Bạn biết mô hình hữu quy tuyến tính không ạ? Mô hình hữu quy tuyến tính đó là ví dụ như là A, B, C, D, E nó tác động đến F thôi. Không phải là không có biến trung gian. Ví dụ như này, A tác động đến C, rồi A tác động đến B nữa. Nó đúng không? Nó đâu có trung gian đâu. Nhưng mà nó vẫn là mô hình xem thì vẫn chọn là Bromas. Còn Varimas là nó có một dạng thế này nè, A, B, C, D cùng tác động đến A. Cái dạng đó người ta là Varimas. Là mô hình hữu quy tuyến tính dùng Varimas. Tức là chỉ có một phụ thuộc và nhiều độc lập á. Được không nào?
Còn cái bài của bạn là mô hình sen thì bạn phải chọn Promat. Được chưa? Đấy, rồi bấm continue qua bên mục score. Bên mục score thì bây giờ bạn bấm vào mục đó là size as variable, lưu các biến nhé. Và hiển thị cái ma trạng xoay nhân tố đó là display factor score coefficient matrix. Continue. Rồi vô bên mục option. Trong mục option thì bạn sẽ bấm vào là sort by size. Nó sắp xếp các biến lại nằm rất là gọn gàng để chúng ta dễ nhìn. Và cái mục này đó là spread small coefficient thì chúng ta sẽ chọn cái giá trị là 0.5. Bởi vì hồi nãy mình nói với bạn với lý thuyết là gì? Hệ số tải nhân tố mà lớn hơn 0.5 thì mới được giữ lại, còn bé hơn 0.5 là loại đi. Cho nên chúng ta sẽ lấy con số 0.5 vào đây là vì vậy. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ bấm continue. Ok, chúng ta sẽ có kết quả bạn nhé. Được không nào? Đấy. Ở đây nó ra rất là nhiều bảng, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng một số bảng thôi. Ví dụ như bây giờ mình lướt sơ nè, bạn thấy nó ra rất là nhiều bảng nè. Đấy, mình lướt sơ nhé. Bạn thấy nó ra nhiều bảng không ạ? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng bảng nào? Bạn lưu ý, mình sẽ giải thích từng bảng. Bảng đầu tiên đó là bảng descriptive, là mình có sử dụng không? Đây là bảng thống kê rồi, sử dụng gì nữa? Đúng không? Mình làm phần thống kê rồi. Đúng không? Đấy. Được không nào? Tiếp theo đó là bảng correlation matrix, là bảng tương quan. Mà bạn thấy là nó tương quan giữa những cái biến thành phần này thì chúng ta đâu có cần đâu. Khi nào mà nó tương quan giữa các nhân tố kia, đúng không? Rồi cái bảng này mình mới sử dụng này, đó là bảng KMOI Palette Test. Như vậy cái bảng này là bảng đầu tiên bạn phải coi. Được không nào? Đây là bảng đầu tiên để bạn phải coi. Và giá trị KMO của chúng ta là 0.891. Được không nào? Là lớn hơn 0.5 chưa ạ? Rồi. Và giá trị sig của kiểm định Palette này là 5%, bé 5%. Thì cụ thể là 0%. Đúng không? Đấy. Được không nào? Như vậy là bây giờ kết quả AFI chúng ta là sử dụng được không ạ? Được. Đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta tiếp tục coi những cái bảng tiếp theo. Cái bảng tiếp theo là chúng ta không quan tâm, đó là bảng Community Analysis. Thông thường thì nếu như bạn quan tâm cái bảng này thì bạn thấy là cái hệ số này nè, adjusting này nè, nó lớn hơn 0.5 hết. Điều này cho thấy là hệ số tải nhân tố, lát nữa cái bảng mà hệ số tải nhân tố á, nó cũng lớn hơn 0.5. Nếu như cái bảng này ở đây hệ số adjusting lớn hơn 0.5 là nó báo hiệu cho cái việc đó là hệ số tải nhân tố cũng lớn hơn 0.5. Nhưng mà cái này không phải là hệ số tải nhân tố, nó chỉ là báo hiệu thôi. Cho nên chúng ta cũng chẳng quan tâm làm gì ha, chẳng sử dụng làm gì. Đấm này. Rồi tiếp theo đó là cái bảng Total Variance Blend. Đấm này. Đây là bảng tổng phương sai trích, thì bạn nhìn vào đây bạn thấy nè. Người ta sẽ nói là dừng ở dòng số 4 nhé. Vì sao người nói là dừng ở dòng số 4 ạ? Đúng rồi. Và bạn, nhưng mà nói như vậy là không đúng đâu bạn. Giá trị lớn một là tại dòng số 4 thôi. Bạn phải nói là nó dừng ở dòng số 4 bởi vì kể từ dòng số 5. Bên này nó trống nè. Là mới đúng. Được không ạ? Và chính vì nó dừng ở dòng số 4 cho nên bạn phải quan tâm đến những cái giá trị tại dòng số 4. Đó là giá trị riêng ngay tại dòng số 4, đó là 1.185 lớn hơn 1. Chứ còn qua dòng số 5 là nó bé hơn 1 rồi. Và tại dòng số 4 thì bạn sẽ coi là giá trị tổng phương sai trích là 76.069 lớn hơn 50%. Vậy đã yêu cầu. Đúng không? Đấy, như vậy cái bảng này cho chúng ta biết được giá trị riêng và tổng phương sai trích đã yêu cầu. Và khi nó dừng ở dòng số 4, tức là nó sắp xếp làm 4 nhóm nhân tố đó bạn. Và đó là 4 nhóm nhân tố nào thì bạn sẽ coi cái bảng ở dưới này nè. Đó là cái bảng Butter Matrix. Đây, 4 nhóm này là 4 cột. Nhóm 1 là của HT, nhóm 2 là của TT, nhóm 3 là của TF và nhóm 4 là của HL. Được chưa? Đấy. Được chưa nào?
Đấy. Và ở đây bạn thấy rằng là nó còn có nhiều bảng khác nữa, mà những cái bảng này chúng ta không quan tâm, những cái hình này ha, chúng ta chỉ quan tâm đến đúng những cái bảng mà chúng ta sử dụng để đưa phân tích vào thôi. Như vậy là có ba bảng nhé máy, bảng Butter Matrix này, bảng Total Variance Explained và cái bảng mà K-Mod Ballet Test thôi, đúng không? Chạy ra rất là nhiều bảng nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng ba bảng nhé. Đấy. Thì đây là cái phần EFA bạn nhé. Phần EFA này bạn có thắc mắc gì không ạ? À rồi, thứ nhất là do cái bài mẫu của mình đó, nó có bốn nhóm nhân tố thì nó cũng khá đơn giản hơn cái mô hình của bạn, đúng không? Mô hình của bạn là đến 11 đúng không? 11 nhân tố. Đây là một trong những cái điểm yếu của nghiên cứu của bạn đấy. Tức là khi bạn đưa ra cái mô hình để bạn phân tích là bạn đưa quá nhiều nhân tố. Bạn đưa ra quá nhiều nhân tố. Đương nhiên là bây giờ là cái thời điểm này người ta dự đề cương của bạn rồi thì bạn không rút được rồi. Nhiều nhà nghiên cứu cũng giống như bạn lắm. Tức là mới nghiên cứu là người ta nghĩ rằng là mình phải đưa vào cho cái mô hình của mình nó đẹp, mình đưa vào cho cái mô hình của mình nó trở nên lộng lẫy rồi là có tính khoa học hay gì đấy. Nhưng mà bạn đưa càng nhiều thì sau này bạn xử lý dữ liệu nó càng khó, đúng không nào? Đấy thì đó là do bạn chưa nghĩ đến. Bởi vì đúng ra là những người mà họ lanh một chút xíu là họ đã nghĩ đến rồi. Tức là họ khi mà họ làm là họ biết ngay là đưa như vậy là sau này làm dữ liệu sao đây, đúng không? Bởi vì bạn phải nghĩ đến cái phần là dữ liệu đã, chứ bạn đừng có nghĩ đến phần lý thuyết. Mà lý thuyết là dễ lắm, nó thật luôn. Phần lý thuyết là ví dụ như bây giờ bạn đưa cái mô hình là có 3 biến, bạn tìm lý thuyết của những phần 3 biến thôi. Bạn đưa vào 11 biến thì bạn phải làm lý thuyết của 11 biến. Mà bạn đưa vào 5 thì bạn phải làm lý thuyết của 5. Ví dụ như vậy. Bạn hiểu ý mình không? Đặc biệt là cái phần giả thuyết nghiên cứu này, giả thuyết H1, H2, H3, bạn đưa ra nhiều thì bạn sẽ làm nhiều. Cái đó là cái lỗ hổng của cái mô hình của bạn á. Cái mô hình của bạn á, thì bây giờ mình nói với bạn thế này, do cái video của mình nó đang ghi âm đấy cho nên là, nhưng mà rõ ràng là cái mô hình của bạn á, bây giờ bạn muốn làm cho nó đẹp á, là cái cách đó là bạn phải nhờ người khác họ làm dữ liệu cho bạn thôi, chứ bạn đi khảo sát lại nó cũng không có đạt yêu cầu, nó không có đạt yêu cầu đâu đấy. Bởi vì bạn biết vì sao nó không đạt yêu cầu không, và bạn biết vì sao nó dễ lộn xộn không ạ? Bởi vì bây giờ mình hỏi như thế này là bạn sẽ trả lời và bạn hiểu được cái bản chất dữ liệu của bạn này. Có phải dữ liệu của bạn là Likert 5 mức độ không? Rồi, bây giờ mình hỏi bạn này, khi bạn phát phiếu khảo sát cho họ thì bạn có thấy rằng là người ta trả lời giống nhau không? Tức là hầu hết những người này họ chỉ chọn đáp án 4 và 5 thôi, đúng không? 4 và 5, đúng không bạn? Đúng là không có, chứ ta không có được, nhưng mà ý mình nói là cái tỷ lệ xác suất người ta chọn 4 đến 5 là nhiều. Bởi vì đâu mà biết không, khi bạn phát phiếu người ta sợ bạn bị ảnh hưởng kết quả, người ta cứ đánh giá tốt cho bạn, đó là cái tâm lý của người khảo sát á, bạn hiểu không? Bạn hiểu ý mình không? Đấy, như vậy những cái con số đó nó lặp lại nhiều thì khi mà bạn làm cái phần FA này nó sẽ đương nhiên nó sẽ nằm lộn xộn với nhau. Vì sao nó nằm lộn xộn với nhau? Bởi vì cái bản chất của dữ liệu nó giống nhau. Giống như nãy mình nói với bạn những cái mà cốc sổ ổi đấy. Bạn hiểu không? Bởi vì bây giờ nó chỉ có 5 đáp án là 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Hiểu không? Thì bây giờ bạn khảo sát và với nhiều biến như vậy, khi người ta tích trả lời cho bạn, đương nhiên cái tâm lý lặp lại về đáp án nó phải lặp lại rồi. Hiểu không? Đấy. Được không nào? Đấy. Rồi thì đó là cái phần về dữ liệu của EFA bạn nhé, và cái kết quả của EFA. Đúng không nào? Rồi cái phần này bạn có thắc mắc gì nữa không ạ? Thì hồi nãy mình nói với bạn ấy bắt buộc bạn phải làm lại dữ liệu thôi. Mà nếu như một biến mà lộn qua nhân tố khác là chỉ có một thôi hay sao? Nếu như một không thôi thì bạn loại đi, bạn tìm cách bạn làm cho cái dữ liệu nó xáo đi, bạn loại đi cái biến mà nằm lộn thôi. Hiểu không ạ? Bạn loại khi mà nó nằm lộn xộn, bạn loại á là nó phải nhỏ hơn 0,5 bạn mới loại, chứ còn nó lớn 0,5 bạn không có lý do gì bạn loại nó hết. Bạn hiểu ý mình không?
Bạn hiểu không ạ? Nhá. Còn nếu như bây giờ bạn cụ thể thì bạn cứ chụp hình cái kết quả qua Zalo cho mình đi để mình có thể loại được hay không. Ví dụ như thế này, như 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 bản của mình nè là không có loại được, mà nếu như mình nó có lộn xộn thì cũng không có loại được nhá. Được không nào?